Nem chua Thanh Hóa nó là một món đặc sản ở xứ Thanh. Rất nhiều người biết đến món đặc sản này vì nó mang một cái hương vị rất là đặc sắc và đã làm nức lòng bao nhiêu thực khách đã từng đến và qua Thanh Hóa. Cái vị nem chua Thanh Hóa nó rất là đặc trưng, nó không có nơi nào có được. Hai thành phần chính đó là từ thịt nạc mông của con heo và từ gia vị của con heo cùng với các gia vị kèm theo. Ví dụ như là trong cái gia vị đó nó có thính gạo, nó nem nó lên men bằng thính gạo. Thính làm từ ngô rang và được xay nghiền ra và có thêm cả hạt tiêu bắc. Nó tạo ra cái hương vị cay nhẹ và mùi thơm cho cái sản phẩm nem chua của chúng tôi. Thật sự là bây giờ cái nguồn khách nó cũng đa dạng và nó nhiều hơn ngày trước rất nhiều. Thì bây giờ là mình có thể mình bán qua các kênh online cũng có, rồi là qua Facebook, rồi là các cái cửa hàng tiện ích. Khách mà sử dụng và biết đến cái sản phẩm nem chua xứ Thanh là ngày càng nhiều, tăng lên rất nhiều so với lại cách đây vài năm cũng như 10 năm về trước. Trong tất cả các dịp liên hoan Tết và bạn các anh em bạn bè gặp nhau là đều có nem chua. Nếu như bọn em thì thanh niên thì nó là một món chính của uống cùng bia. Bia mùi chua của nem và cái mùi thính nó vừa chín tới, vừa thính ấy, mùi thơm thơm ấy.